Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục là thông tin về vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Và sáng ngày hôm nay, Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án công ty Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người. Vâng, và trong quá trình khám xét công ty địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô cùng hàng trăm thùng hồ sơ quan trọng. Và cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc này. Tại buổi làm việc, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngoài việc bắt giữ khẩn cấp Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh sinh năm 1989, em trai Luyện, công an còn mời nhiều nhân sự chủ chốt của công ty này lên làm việc để củng cố hồ sơ vụ án. Bước đầu, công an xác định công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985 cầm đầu đã lừa hơn 6.700 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại vàng, cùng 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao thành tích của các đơn vị tham gia vụ án, đã đưa các đối tượng liên quan ra xử lý trước pháp luật, ngăn chặn hành vi phạm tội, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Công tác xác minh, công tác lập án và đấu tranh cũng như là phối hợp giữa cơ quan điều tra bộ, cơ quan điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát, bước đầu tôi cho rằng đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật. Cũng trong buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị tham gia phá án. Thưa quý vị, và tại buổi làm việc sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của công ty Alibaba liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan cảnh sát điều tra ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ án. Và cũng trong sáng nay 21 tháng 9, trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở số 120 đến 122 Kha Vạn Cân thuộc quận Phú Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa đón khách hàng đến cung cấp lại thông tin. Nhân viên của Alibaba cho biết là trụ sở chính sẽ được trả lại cho chủ và công ty xin lại thông tin mua đất để sớm hoàn trả tiền cho khách hàng.